Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà ACTi cho cái iPhone nó thay ổ cứng ở cái iOS là 11.0 và 2 các bạn ha, 11.0.2. Rồi, nếu như các bạn gặp một cái iPhone từ ở đây mình sẽ demo cho các bạn cái máy 6S thì nó sẽ có tác dụng với tất cả những cái iPhone mà từ 64 bit trở lên, từ 5S cho đến iPhone 7 Plus, iPhone 8 chưa làm chưa biết. Không ha. Thì ở một cái iPhone nếu mà các bạn restore mà nó bị lỗi như là 4013, lỗi 9, lỗi 14, lỗi 21, lỗi 24 gì đó. Nói chung là lỗi tùm lum tùy theo iOS và tùy theo cái máy tính của các bạn hoặc tùy theo cái mắt mà nó báo. Thì nếu như các bạn thấy được nó restore ở cái đoạn software mà nó báo lỗi nhưng mà nghi ngờ ổ cứng thì các bạn sẽ tiến hành các bạn đục cái ổ cứng cũ lên và các bạn sẽ thay thế ổ cứng mới. Thì ở những cái iOS mà 10 chấm 3.3 trở về trước đó, thì chúng ta chỉ việc thay đổi boot đúng không? Change cái boot chúng ta có thể lấy ổ cứng qua lại. Như 6S Plus chúng ta change boot thành 6S rồi chúng ta đổi chúng ta chỉ cần đổi duy nhất một cái số đó là số serial number là chúng ta đã ti được rồi. Nhưng mà lên đến iOS 11 các bạn thấy nè, nó sẽ khác, Apple nó sẽ thay đổi về cái cách set ACTi. Thì nó yêu cầu chúng ta sẽ đổi thêm một vài cái thông tin ở trên cái ổ cứng nữa, nên những cái máy mà ngày xưa các bạn đã từng bị lỗi ổ cứng và các bạn từng nâng cấp ổ cứng thì mình cũng có một cái video clip mình hướng dẫn mình chia sẻ các bạn là cái việc nâng cấp ổ cứng là cái việc không nên rồi đúng không, nhưng mà các bạn vẫn nâng cấp thì đây chính là cái hậu quả càng phải gánh thôi. Thì bây giờ các bạn phải tiếp tục đem cái máy ra để chúng ta sẽ đã thay đổi thêm một vài cái thông tin nữa và những cái việc này chỉ có kỹ thuật viên sửa iPhone và iPad chuyên nghiệp họ mới làm được các bạn ha, với những cái sự hỗ trợ của những cái tool của China. Và cái việc này cũng tương đối là mắc vì cái tool mình đang làm ở hiện nay là mình đã mua ở cái giá là 8 triệu 200 ngàn một cái tool, thì làm cho các bạn không lẽ lấy 50 ngàn đúng không, không có chuyện đó. Rồi thì nếu như ở một cái máy bây giờ mình giả dụ cho bạn một cái máy nó bị lỗi ổ cứng và các bạn là người đầu tiên các bạn đục cái ổ cứng nó ra thì cái clip này chỉ dành cho kỹ thuật viên thôi, các bạn là user các bạn xem để hiểu thêm cho biết thôi ha. Rồi các bạn đục cái ổ cứng nó ra và nếu mà cái ổ cứng đó nó bị lỗi restore, nó báo lỗi nhưng mà các bạn vẫn read được những cái thông tin bảo mật trên cái ổ cứng, các bạn thấy chưa, có rất là nhiều cái thông tin. Thì các bạn sẽ thứ nhất nó sẽ có một cách là cách tiện lợi nhất là các bạn sell full và các bạn nạp full thì là không có gì để nói đúng chưa, không có gì để nói, sell full và nạp full rất là đơn giản, ACTi chắc chắn 100% ok thôi. Nhưng mà đôi khi lên đến iOS 11.0.2 các bạn sử dụng cái tool Navigator ở điểm mình sử dụng này các bạn read full nạp full các bạn cũng chẳng ACTi được đâu, có một vài máy đúng không, nó sẽ bị tha sai một cái thông số nào đó. Một lát nữa cuối clip mình sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi mình sẽ sell full lại. Rồi sau đó thì bây giờ mình sẽ nếu mà sell full thì nạp full thì nó làm gì nữa đúng không các bạn, ở những cái ổ cứng mà nếu như các bạn mà không có sell được thì ổ cứng nó chết rồi thì sao đúng không, hoặc là ổ cứng thiếu thông tin thì sao. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình blue lại bằng thủ công để các bạn sẽ hiểu hơn, nên các bạn biết cái việc mà mình làm thủ công mình test như vậy đó, nó tốn rất là nhiều thời gian và tốn rất là nhiều tiền bạc để đầu tư những cái máy để làm. Nên các bạn đừng bao giờ các bạn nói là anh Quân ơi em đóng 500 ngàn vô web solution em được cái gì, các bạn thấy không, các bạn đừng bao giờ nói cái câu đó ha. Rồi, copy và paste lại, mở cái notepad lên. Copy hết những gì các bạn có thể thấy, đúng chưa? Và chúng ta sẽ thử từng dòng xem lên iOS 11.0.2 này Apple nó họ sẽ sử dụng thêm cái gì để họ làm cái bảo mật đó nữa mà họ không cho các bạn active. Thì lúc này đây các bạn sẽ tự nghĩ trong đầu là cái máy này đã từng thay ổ cứng rồi đúng không, cái máy này ổ cứng chết rồi không có đọc được thông tin thì làm sao. Thì cuối clip mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà để mà tìm cái thông tin cho một cái ổ cứng. Rồi như vậy thì trong tất cả các dòng thông tin ở đây thì cái dòng nào Apple họ sẽ lấy để họ làm quản lý cái phần ACTi cho các bạn đúng không. Rồi save lại đi, save vào một cái file. File này file state t với hai các bạn có thể mở bằng notepad hoặc word hoặc là wordpad gì cũng được. Cái tool Navigator này hoặc là tool Doppler hoặc là tool Navi tất nhiên các bạn sẽ phải biết xài rồi đúng không, nên mình không hướng dẫn cái cách sử dụng nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ổ cứng từ cái iPhone 6S Plus qua và mình sẽ đổi qua cái boot lại thành 6S. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, ở đây cái clip này mình làm sẽ ứng dụng cho cái 11.0 và 2 thôi. Riêng iOS 11.1 thì mình có nghe bên thông tin ở bên các kỹ thuật viên Trung Quốc đó, họ nói đó, thông tin họ nói thôi nhưng mà mình không biết chính xác hay không, mình không biết thông tin do họ nói. Thì họ nói là lên iOS 11.1 thì Apple nó
khóa cái việc chain boost này lại luôn. Nên các bạn biết ổ cứng của máy nào xài máy đó, không có còn xài lung tung được nữa. Wow, càng lúc sửa chữa càng khó khăn các bạn ha. Nên các bạn cứ phá giá đi rồi đi bụi cả lũ. Riêng mình là chưa bao giờ mình phá giá, từ khi mình và mình làm chưa bao giờ mình có cái phá giá. Các bạn thấy rõ ràng điều đó không? Rồi, thì sau khi mình đổi boost thì các bạn thấy ha, cái thông số mặc định là cái thông số do ACT nó cung cấp. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổi thử một số serial number. Thì với iOS 10.3.3 ngày xưa á, chúng ta chỉ việc đổi serial number thôi đúng không? Và chúng ta reto ok rồi chúng ta active và giao khách. Và bây giờ thì khách hàng họ quay lại. Lúc đó thì các bạn phủi tay. Rõ ràng đúng không? Rồi cái việc mà các bạn đã đục cái thay nâng cấp ổ cứng. Đây là nói về trường hợp khách hàng nha. Các bạn nâng cấp ổ cứng ở cái chỗ khác rồi các bạn đem đến chỗ này, các bạn đổi, ai mà dám đổi, biết đâu được chỗ kia nó đục, nó làm đứt chân, đứt cẳng, lùm dở ra, nó ăn nguyên mâm đúng không? Cái rủi ro càng cao hơn, nên thường các bạn sẽ nhận được câu là chúng tôi làm cái điều này với cái xác suất 50-50 nha, ok thì lấy tiền, còn không ok thì cái máy nó có thể nó chết, thì không có được bắt đền, đúng do, rõ ràng, khách hàng họ cũng phải, bạn là khách hàng, bạn phải thông cảm cái điều này, còn bạn không làm thì thôi, chia tay sớm bớt đau khổ. Rồi sau khi mà các bạn nạp boost thay đổi serial number cho ổ cứng, các bạn đóng vào. Ở đây là mình chỉ là clip demo thôi nha, nên đừng các bạn đừng có xoắn ở việc cho anh Huân vừa đặt cái ổ cứng vô một cái rồi chém gió vải, vừa đặt cái ổ cứng vô một cái rồi đem ra để to. Không có chuyện đó. Cái việc đóng nhỏ ổ cứng là cái việc nó quá là căn bản, quá là hết sức là bình thường đối với một kỹ thuật viên này các bạn ha. Không quan tâm đến cái điều đó nữa. Mình đã học được một cái cách đó là miệng lưỡi thiên hạ. Không có còn tác động gì đó với mình hết đó các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ restore một lần nữa, restore lại sau đó để coi xem nó có cho active hay không ở iOS 11.0.2 này. Ở cái video clip restore này mình có tua nhanh và mình cắt bớt rồi. Restore là cái việc căn bản dành cho user, họ cũng tự cắm cáp vào và nhấn enter thôi ha, nên không cần phải quay cái video clip restore hết để làm gì đúng không các bạn. Rồi thì khi mà restore xong nó sẽ khoảng chờ một khoảng thời gian để nó boot cái máy lên và nó nhận cái máy và nó hiện một cái câu thông báo liền, các bạn thấy chưa? Cái iPhone này không thể active vì một cái lỗi gì đó chúng tôi không biết. Rồi tiếp tục các bạn sẽ phải gỡ ổ cứng ra một lần nữa. Thì các bạn có thể làm cái điều này bằng cái tool test ổ cứng á, đỡ phải đóng nhỏ ha. Mình sẽ ở một cái video clip sau mình đợi 11.1 ra coi nó có gì khác không. Nếu có thì mình sẽ làm một cái video clip về sử dụng cái tool đó để các bạn đỡ phải đóng nhỏ hơn. Tiếp tục mình sẽ copy cái địa chỉ wifi và địa chỉ mắc thần thánh này. Có một vài cái tool nó sẽ tự đổi, các bạn nạp địa chỉ wifi nó sẽ tự đổi đi địa chỉ bluetooth ha, nhưng mà tool NCT này nó hơi bị ngu, nó không đổi, thì mình cứ việc copy và mình paste thôi. Rồi tiếp tục sẽ restore một lần nữa nha các bạn, phải restore một lần nữa, sau đó nó lại báo không cho active. Wow, bữa giờ thiên hạ cứ đồn rằng chỉ cần đổi địa chỉ wifi, bluetooth và serial number là sẽ active ok. Đúng, việc này active ok đối với cái trường hợp iOS 11 hoặc là iOS 11.01, nhưng mà lên 0.2 Apple nó quất thêm một phát nữa, banh xác tiếp anh em, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục thay thế thêm một vài cái thông số nữa. Ở đây là mình sẽ thay thế cái thông số là MLB các bạn ha. Thông số này chúng ta còn thường gọi là serial number of main board, có nghĩa là cái số series của cái main board đấy. Mình thay đổi thêm thông số này nữa và mình thử mình active coi nó được hay không. Các bạn thấy chưa, cái việc này mất tốn rất là nhiều thời gian và nhiều công sức, đóng ra đóng vô, chết ổ cứng, chết main, đền một mớ tiền hoặc là tốn một mớ tiền mua. Nên đừng bao giờ mà các bạn hỏi mình là em active vô web được cái gì anh Huân ơi. Đó chỉ là một cái phần chi phí để mình đầu tư và mình làm những cái video clip này để chia sẻ với các bạn thôi. Các bạn thử bỏ tiền ra đi học offline về cái nghề mà sửa điện thoại iPhone, iPad có bao nhiêu tiền. Ở thời điểm hiện nay mà các bạn ra mà các bạn làm được khoảng từ 30 cho đến 50 triệu. Rồi sau khi mình đổi thêm một cái thông số này nữa, các bạn thấy chưa, nó vẫn restore một lần nữa và nó vẫn không cho active. Nó vẫn không cho active. Tiếp tục mình phát hiện ra được một cái gì đó các bạn thấy không? Rồi mình tiếp tục mình thay đổi cái số MLB một lần nữa, mình thêm cái số 1 vô. Rồi mình lại đem ra và mình
to một lần nữa, các bạn thấy chưa, nãy giờ nó to bao nhiêu lần rồi, nó to le lưỡi muốn hư cái máy tính luôn rồi. Và khem cho acti chưa, ở đây mình cắt cái đoạn restore rồi các bạn ha, nếu nếu không thì cái clip này nó phải dài cho đến chắc phải là 1 tiếng mấy chục phút rồi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá, không biết được acti hay chưa, thấy chưa. Lúc này đây thì cái iPhone 6s nó đã bắt đầu cho vào trong rồi, nó hết báo lỗi như lúc nãy rồi, như vậy là thành công rồi đúng không các bạn. Như vậy các bạn muốn biết được cái LBM là cái gì đối với những trường hợp hai là những trường hợp đã thay HDD và các máy chết HDD hoàn toàn đúng không, các bạn hãy check trên những cái trang web check nó ra thông tin, nhưng mà cái MLB các bạn sẽ không check được đâu, thì các bạn sẽ vào cái trang web icevix.solution, mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái trang web này. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này và mình sẽ vẽ cái hình để chia sẻ các bạn, có thể là tốn thời gian khoảng một ngày, có thể là tối mai mình sẽ update. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video clip này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công. Thì cái video clip này chỉ thích hợp ở cái thời điểm là iOS 11.0.2 thôi các bạn. Khi mà lên iOS 11.1 rồi thì mình không biết được như thế nào. Nếu mà có thay đổi mình sẽ tiếp tục làm cái video clip để chia sẻ với các bạn tiếp.